xin chào anh chị và các bạn rất vui lại gặp cả nhà trong bài video review về thị trường của HSC và mình là châu phạm à, ngày hôm nay thì chúng ta đã có một phiên giao dịch không xu hướng đúng không ạ à, giá chỉ biến động tăng giảm và sau đó thì chốt ở cái mức độ biến đổi và biến đổi không đáng kể thì à, ở đây thì có rất nhiều cái luồng thông tin để mà nhìn nhận tuy nhiên là cái thông tin mà quan trọng nhất mình cũng chia sẻ trong những bài video gần đây rồi à, đó là chúng ta phải kỳ vọng thôi là giá nó sẽ có một cái biến động không mang xu hướng và nó có một biến động mang tính tích lũy là nhiều trong ba phiên giao dịch trở lại đây thì anh chị đều thấy yếu tố này đó là yếu tố tích lũy à, giá không tăng không giảm mà nó đi ngang với chỉ số vn 30 cũng thế thì nó cũng phản ánh ra đúng những gì mà chúng ta đã kỳ vọng trong phiên dịch gần đây đó là giá đi ngang không mang xu hướng cụ thể và cái biến động này thì mình kỳ vọng là nó sẽ ít nhất phải kéo sang tuần sau thì lúc này chúng ta mới có thể xác định được cái cụ thể là chúng ta sẽ kỳ vọng một điều gì đặc biệt là cái thông tin từ Fed trong giai đoạn của à, ngày mai thì à, ngày mai nó lại có một thông tin quan trọng nữa đó là liên quan đến à, liên quan đến thông tin thứ có hai hai thông tin quan trọng thông tin đầu tiên là liên quan đến Fed thì à, trong cái thời điểm vừa rồi ấy, mình để ý là khi mà à, các cái vị thế mua mà bị điều chỉnh giảm bởi vì thông tin về Omicron đấy thì sau khi mà nó tăng về cái vùng đỉnh cũ ấy thì nó lại xuất hiện xuất hiện cái lực bán ra. Thì hôm qua mình chia sẻ là những thông tin này thật sự là nó không phải là tích cực đúng không ạ? Và rõ ràng là nó đã bị điều chỉnh giảm sâu. À lý do vì sao lại như vậy? Bởi vì là khi mà ví dụ chúng ta đang nắm các vị thế đi, đang nắm các vị thế tại khu vực này. À, tuy nhiên là vì thông tin của Covid à do vậy là giá điều chỉnh giảm và khi mà giá hồi lại đúng cái vùng vùng đỉnh cũ như thế này thì cái hành động của nhà đầu tư lại là hành động bán ra. Không phải là hành động mua vào thì nó đang cho cho thấy là uh, cái sự cẩn trọng nhất định đối với uh, việc các cái chỉ số cũng như là uh, kỳ vọng cổ phiếu trong tương lai gần uh, bởi vì chúng ta sẽ có thông tin về phép liệu là có rút lại cái gói uh, hỗ trợ thị trường trong gia, trong giai gia đoạn sắp đến hay không uh, ví dụ như cái cuộc họp FOMC lần này uh, nếu kỳ vọng là nó sẽ À, rút lại các cái gói hỗ trợ thị trường bằng cách là nó nâng lãi suất lên ấy, thì lúc này là một thông tin mà thật sự đáng lo ngại đáng lo ngại bởi vì là mỗi lần mà thời điểm mà mà Fed nâng lãi suất lên thì thường là thị, thị trường chung sẽ có biến động điều chỉnh giảm nhưng à, trong ngắn hạn thì mình vẫn chưa kỳ vọng vào điều này đâu mặc dù là yếu tố lãi phát lên rất cao rồi à, đó là cái mức giữ cho lãi suất của năm 2021 vẫn ở mức là 0.25% bởi vì sao à, nó cũng liên quan một phần nữa đến việc là cái biến thể Omicron vừa mới diễn ra nó đã khiến cho cái tác động phục hồi kinh tế nó ở mức chậm lại. Và do vậy là Fed cũng chưa đủ cơ sở để có thể tăng lãi suất một cách nhanh chóng trong tháng 12, nhưng cái điều mà chúng ta kỳ vọng là sẽ rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2, liệu là cái tốc độ tăng lãi suất nó có nhanh hơn không thôi. Thì với cái thông tin hiện tại mình cho thấy là nó vẫn đang ở mức là chấp nhận được. chỉ có trong giai đoạn mà Fed bắt đầu tăng dần lãi là từ 2015 2016 đến vùng đỉnh cao là 2018, sau đó là điều chỉnh rút về 2020 liên quan đến vấn đề về lạm phát, à, liên quan đến vấn đề về virus, Thì kê okay nhạ. Thì trước đó là từ 2010 đến bây giờ là vẫn là mức duy trì luôn ổn định, do vậy là mình cũng sẽ kỳ vọng thôi. À, cái mức duy trì này nó vẫn tiếp tục được duy trì ở trong giai đoạn ngắn, do vậy là nó sẽ chưa ảnh hưởng nhiều cho đến cái vận động của thị trường đâu. Nhưng cái vận động mà ảnh hưởng nhiều nhất thì nó lại liên quan đến hợp đồng tương lai VN30F1M đáo hạn vào ngày mai. À, trong trường hợp mà đáo hạn đi thì mình hay xem được cái vị thế của OI. À, nếu trường hợp OI thấp thì chúng ta sẽ kỳ vọng là cái biến động nó sẽ uh, rất mạnh. Còn nếu trường hợp OI nhiều thì nó sẽ không phải như vậy. Thì trong giai đoạn hiện tại mình thấy là cái OI nó đang bị rút rất nhanh. Hiện nay nó còn khoảng dưới 25.000. Thì OI rút này thì cũng là cái trong cái hợp đồng mà trong nhiều tháng trở lại đây ấy, thì cái hợp hợp đồng lần này là hợp đồng nó thấp nhất. Ờ, kể từ cái việc mà từ thời thời điểm giao dịch ít nhất là phải đến thời điểm của từ tháng 6, tháng 7 đến bây giờ Thì OI lần này là thấp nhất Nó cũng mô phỏng lại cái giai đoạn của tháng 2 Năm tháng 2, tháng 3, năm 2021 Thì chúng ta nhìn lại cái giai đoạn này nhé à, Nếu mà chúng ta nhìn lại cái giai đoạn tháng 2, tháng 3, 2021 Thì nó sẽ rơi vào giai đoạn là giá bị điều chỉnh sâu và Sau đó là phục hồi Thì nếu trường hợp đi mà cái kịch bản tốt nhất nó diễn ra ấy, Thì nó cũng là đang bị điều chỉnh sâu và lúc này là chúng ta sẽ kỳ vọng sự phục hồi và sự phục hồi của giá thì nó chỉ đi ngang ở mức là chấp nhận được thôi. Không phải là mức tăng quá mạnh hay tăng quá cao đâu, ở mức là vừa phải. À, do vậy thì mình cũng kỳ vọng là ngày mai chúng ta nếu có sự biến động đi, nó cũng sẽ biến động xoay quanh là cái vùng giá từ uh, 1512 lên lên khoảng là 1530, cũng không có sự biến động quá nhiều và không có tạo một cái xu hướng mới. À, đó là với vận nhìn chung về thị trường lần này. Ngoài ra thì có một số cổ phiếu mình đánh giá là rất tốt và đang ủng hộ cho cái nền giá đang được giữ giữ ổn trong giai đoạn này là cái cổ phiếu ví dụ như là về phong Banh, này, masan này, uh, Novaland này, bdr hôm qua bị giảm sâu do vậy là hôm nay phục hồi bằng tính kỹ thuật uh, nhìn chung thì thị trường vẫn đang cho thấy là sự sự tích cực nhất định uh, khi mà vận động của chỉ số rất là xấu rồi nhưng mà các cái vận động của cổ phiếu đặc biệt là nhóm cổ phiếu trụ vẫn đang ở mức độ chấp nhận được uh, với với nền giá thì đang giữ vững đây là với uh, kỳ vọng của do uh, là do vậy là mình sẽ kỳ vọng tiếp tục là những phiên gì sắp đến ấy, giá vẫn vẫn sẽ đi ngang uh, cũng không bị ảnh hưởng quá là sâu uh, cho thị trường lần này và nếu mà chúng ta nhìn nhận lại về diễn biến của, của thị trường ngày hôm nay đi vào trong ngày 15 thì chúng ta có chỉ báo tâm lý trong chỉ báo tâm lý thị trường có thể thấy rõ là cái xác suất và cái cơ hội mua nó đang quay trở lại uh, ví dụ như mà giá còn tăng lên nữa đi thì lúc này lại rất khó mua và cái việc mà chúng ta giao dịch nó sẽ trở nên khó khăn hơn nhưng mà giao dịch hiện tại thì cảm giác như là giá đang bắt đầu điều chỉnh lại một cái vùng đáy thứ hai và đi lên do vậy là cái xác suất mua trong khu vực này mình đánh giá là khá, khá cao đấy giờ anh chị cũng vẫn có thể là tiếp tục mở những vị thế mua mới trong trường hợp mà giá điều chỉnh à, với cái vốn vốn hóa đà lan tỏa thì vốn hóa thì có thể thấy là nó là mức chấp nhận được rồi tức là không sẽ không còn là, lan tỏa mạnh như những trước đây nữa nhưng ở cái mức độ ở cái mức trung tính như thế này ấy, thì chúng ta cần phải lựa chọn thôi lựa chọn đúng cổ phiếu thì chúng ta vẫn có thể có, có, có lời Còn nếu trường hợp của chúng ta lựa chọn sai ấy, thì vẫn, vẫn có thể là chúng ta sẽ phải chấp nhận là nắm giữ một thời gian đấy. À, về yếu tố cân bằng của thị trường thì thị, thị trường hiện nay chưa thật sự là cân bằng à, Nó thể hiện qua là à, cái mức độ cân bằng nó lại biến động theo kiểu là dòng tiền à, chờ mua và chờ bán đang cách xa nhau dần à, Khi mà nó gần nhau chúng ta rất dễ mua và khi nó xa nhau sẽ khó mua hơn thôi. Nó đơn giản là như vậy Và nếu mà chúng ta nhìn về các nhóm ngành đi. Thì hôm nay mình để ý là các nhóm ngành nó bắt đầu có sự thay đổi khá là lớn, à, đặc biệt là cái sự xuất hiện của nhóm à, của nhóm bất động sản. Đây là cái nhóm ngành bất động sản thì đang bắt đầu xuất hiện ở trên cái vùng hỗ trợ cho thị trường. Thì đây là cái điều do đó là mình sẽ đánh giá thị trường sẽ không phải quá xấu. Thứ hai nữa là chúng ta vẫn có sự chờ đợi câu trả lời từ à, nhóm ngân hàng đây là nhóm cổ phiếu ngân hàng, thì chúng ta cũng đang chờ đợi câu trả lời tới đây khi mà 50% giảm hoặc 50% tăng. Trong trường hợp mà các cổ phiếu ví dụ là TCB này, CTG mà chuyển sang cái vùng tăng đấy, thì chắc chắn một điều là Vn30 sẽ tốt và do vậy là cái xu hướng tăng ngày mai sẽ có. Còn với bất động sản thì mình đánh giá là đang đang rất ổn và đang đang rất là cần thiết trong giai đoạn này. Những cái cổ phiếu bất động sản nó sẽ khiến cho chỉ số Vn30 cảm cảm giác là giao dịch một cách tự tin hơn. Đó là những cái nhóm ngành mà sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong thị trường lần này chúng cùng xem qua nhé về thứ nhất là nhóm bất động sản thì có cổ phiếu uh, nhóm trụ là vic vic thì vic thì hôm nay rất là tiếc là đã bị điều chỉnh về lại cái vùng giá 100 uh, gần như là bị mất luôn cái đà tăng trưởng của giá trước đó nếu trường hợp mà, mà giữ vững cái nền này thì ổn oh, thì có thể tăng lên được nhưng hiện tại là vic lại đang chỉnh ra uh, do vậy thì cũng chưa thể kỳ vọng là vic sẽ làm hỗ trợ trừ cho thị ngày mai nhưng mà chúng ta phải nhắc lại một điều là trong những giai đoạn mà đáo hạn thị trường ấy, thì thường là biến động của VIX cũng rất là khó chịu à, ngược lại thì với cổ phiếu VHM thì vẫn là trong một cái đà tăng vừa phải ổn định à, nhưng mà để tăng được thật sự tăng lên ấy, thì nó sẽ cần yếu tố tích lũy nhiều hơn bởi vì là mẫu hình của VIX à, cũng như VHM hiện nay đang cái dòng tiền hiện nay đang không không thực sự là tự tin đâu à, nếu trường hợp mà tự tin nó, nó đẩy giá ấy, thì nó sẽ cần phải có sự tích lũy như thế này, này thì lúc này chúng ta có sự tự tin hơn còn bây giờ thì À, cái biến động mà nó giao động một cái vùng giá lớn ấy, thì khiến cho dòng tiền ai nắm mà bị thế này đi thì khi mà giá tăng thì cảm giác buôn bán luôn rồi đó là với VHM VRE cũng vận động tương tự như vậy nói chung là thị trường hiện nay ngày hôm nay bị xấu một phần là bởi vix à, thì cũng phải chấp nhận thôi bởi vì vix trước đó là đã tăng lên hỗ trợ thị trường rất tốt rồi do vậy là bây giờ điều chỉnh giảm thì phải chấp nhận vấn đề này à, đó là với nhóm về bất động sản còn nhóm về nhóm ngân hàng còn nói về nhóm ngân hàng thì chúng ta có sự Hỗ, hỗ, trợ và giữ vững của v của vcb à, sau khi lắp lại vùng xong thì có thể giữ vững được cái nền giá này ngoài ra thì có sự à, hỗ trợ tiếp theo của bid bid đúng không? BID thì cũng đang ở trong vùng đỉnh cũ sau đó điều chỉnh rung lắc một vài phiên thôi à, đang ở trong nói chung là chấp nhận được không phải là đang quá mạnh nhưng mà nếu cổ phiếu tốt phải nói là đến tiền phong banh tiền phong banh là cổ phiếu mà thật sự là dẫn dắt thị trường trong giai đoạn gần đây luôn à, thường là khi mà thị trường tăng mà trong nhóm ngân hàng thì chắc chắn là sẽ có sự xuất hiện của tiền phong banh. Ngoài ra thì có VIP à, và có cái OCB nữa. Nói chung là cũng đủ để chúng ta có thể cân nhắc là thị trường sẽ không quá xấu nhưng rõ ràng đấy, cái sự tham gia của thị trường mà đặc biệt là với cổ phiếu của Masan ấy mới thật sự là cái mà chúng ta cảm giác là thị trường vẫn còn đâu đó một số, số trụ nhất định là không bị mất trụ trong giai đoạn này. Và do vậy là mình cũng chưa đặt cái vấn đề nặng về thị trường sẽ xấu đâu. Mà đơn giản là nó cần phải tích lũy thêm một vài phiên nữa ngay cả Novaland cũng thế. Novaland cũng là những cổ phiếu mà đóng vai trò trụ khá là lớn trong giai đoạn thị trường sắp đến. Thì do vậy có thể tổng kết lại trong phiên đáo hạn phái sinh ngày mai ấy. Trong trường hợp mà đáo hạn phái sinh đi thì mình cho rằng là sẽ biến động và sẽ không mang nhiều xu hướng. À, ví dụ ngày hôm nay thì chỉ số phái sinh cũng đang vận động đúng như gì mà chúng ta kỳ vọng thôi. Đó là giá chạm 1 năm 12 kéo lên khoảng 1 năm 25, 27, 530 và do đó là cứ rung lắc rung lắc qua đây lại thì trong cái phiên dịch ngày mai ấy, thì với f 1 m mình cho rằng là sẽ có sự bứt phá hoặc là bứt phá vùng 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 đỉnh hoặc là bị thủng đáy à, nhưng à, cái kịch bản tốt nhất thì nó nên là ở trong vùng đỉnh giá bởi vì sao lại như vậy bởi vì là nếu mà chúng ta để ý lại là trong cái vùng biên hiện tại này, này thì thường là giá nhún xuống xong lại kéo lên thì bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng lại cái nhún xuống kéo lên một lần nữa và rất hy vọng là thị trường ngày mai sẽ hoạt động theo cái hướng này thì nó sẽ tạo một cái đà tăng rất là tốt cho cho hợp đồng phái sinh sắp đến. Còn nếu anh chị mà khó giao dịch với F1 ấy, thì chúng ta bắt đầu chuyển sang F2 dần là vừa. Và F2 thì đơn giản là chúng ta canh cho vùng giá xuống thấp chúng ta mua lên tại đây. Là 1514, đây là khu vực khá hợp lý. Ok nhá, thì cũng đơn giản là như vậy thôi. Xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi bài video ngày hôm nay. À, xin chúc mọi người một phiên giao dịch phái sinh à, ngày mai thật sự hiệu quả và thành công. Xin chào và hẹn tạm biệt. À, hẹn gặp lại anh chị các bạn trong bài video ngày mai nhé. Xin chào và hẹn tạm biệt.